Kính thưa quý vị và các bạn, ngày 2 tháng 9 năm 1945, tại quảng trường Ba Đình lịch sử, trước quốc dân đồng bào và rừng cờ hoa rực rỡ, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thay mặt chính phủ lâm thời, long trọng đọc bản tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, nay là nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Bản tuyên ngôn lịch sử năm ấy của Chủ tịch Hồ Chí Minh vừa là lời tuyên bố trước toàn thể đồng bào, vừa là thông điệp gửi tới toàn thế giới về sự ra đời của một chính thể độc lập, tự do và thống nhất. Trong quá trình lịch sử của đất nước, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, dân tộc ta đã vượt qua mọi khó khăn, thách thức, quyết tâm giữ vững nền hòa bình, độc lập và tự do cho dân tộc. Đồng thời, nỗ lực xây dựng và phát triển đất nước để tạo dựng cơ đồ vị thế ngày càng cao. Thiết thực chào mừng kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam, giải phóng côn đảo thống nhất đất nước 30 tháng 4 năm 1975, 30 tháng 4 năm 2024. Trong chuyên mục giới thiệu sách kỳ này, chúng tôi trân trọng giới thiệu đến quý vị và các bạn quyển sách với tựa đề Rạng danh Tổ quốc cơ đồ Việt Nam của Ban Chỉ đạo Công tác Thông tin Đối ngoại và Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức biên soạn do Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật và Nhà xuất bản Trẻ phối hợp phát hành. Quyển sách Rạng danh Tổ quốc cơ đồ Việt Nam nói lên những thành tựu quan trọng, toàn diện, nổi bật của Việt Nam trong tiến trình đổi mới, hội nhập và phát triển đất nước. Quyển sách ra đời nhằm phục vụ công tác thông tin đối ngoại, giới thiệu khái quát với bạn bè quốc tế về những thành tựu mà nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng đã gặt hái được sau 75 năm giành được độc lập, đặc biệt là sau 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới. Đồng thời, đối với mọi người Việt Nam là dịp để nhìn lại cơ đồ và vị thế của đất nước sẽ khiến chúng ta càng thêm tự hào, phấn khởi và tin tưởng vào con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của dân tộc. Ngẫm lại những khó khăn, gian khổ mà chúng ta đã vượt qua và cả những thách thức mà chúng ta đã và đang phải đối mặt, chúng ta càng thêm quyết tâm đoàn kết một lòng, đồng tâm nhất trí, bảo vệ vững chắc tổ quốc, nỗ lực phấn đấu phát triển đất nước, tiếp tục làm rạng danh non sông gấm dốc mà bao thế hệ người Việt Nam đã sẵn sàng hy sinh xương máu để gìn giữ hòa bình độc lập cho dân tộc. Quyển sách Rạng danh Tổ quốc cơ đồ Việt Nam còn giúp cho chúng ta thấy được một Việt Nam đang từng ngày đổi mới, một đất nước năng động phát triển, tự tin hội nhập, có vị thế uy tín trên trường quốc tế, một quốc gia có môi trường ổn định, an ninh và an toàn. Quyển sách còn là một trong những công trình thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, gồm có 3 phần như sau. Phần 1, những thành tựu quan trọng, toàn diện, nổi bật của Việt Nam trong tiến trình đổi mới, hội nhập và phát triển đất nước. Phần 2, vai trò, vị thế và uy tín của Việt Nam. Phần 3, tầm nhìn và khát vọng Việt Nam. Sách dày 140 trang do Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật và Nhà xuất bản Trẻ phối hợp phát hành. Thiết thực chào mừng kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam, giải phóng côn đảo, thống nhất đất nước 30 tháng 4 năm 1975, 30 tháng 4 năm 2024. Trân trọng giới thiệu đến quý vị và các bạn quyển sách Rạng danh Tổ quốc cơ đồ Việt Nam. Những bước chân dồn về đây, Sài Gòn ơi, vững tin đã bao năm rồi, một ngày vui giải phóng.